Hello anh em, hôm nay thì trời đã khá là lạnh rồi. Anh em mà cần một chiếc xe đi lại cho gia đình hoặc là phục vụ công việc thì em sẽ lên sóng cho anh em một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, Toyota Prius form mới bản E bản đủ, phiên bản số sàn máy 1.5 anh em nhé. Form cuối 2018 thì chiếc xe này lên form mới rồi. Đấy, nhưng cái đời này 18 và 19 thì có một cái rất là lạ, đó là không trang bị phanh đĩa phía sau, chỉ phanh đang trống thôi. Đó, mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ là ok luôn. Đấy, nội thất kế ra thảm trải xịn sò. Đấy, phần bệ tì tay này thiết kế rất là nhỏ gọn, rất là mượt. Hệ thống đèn đóm này vuốt rất là đẹp luôn. Xe trang bị màn hình Android cam nuôi đầy đủ. Gầm bệ thì miễn bàn rồi. Đời 2018 mà. Đó, chiếc xe này thì có qua một chút dịch vụ, có qua dịch vụ nhưng mức giá rất là tốt anh em ạ. Là răng đúc. Táp lô táp ly này quá đẹp luôn. Đấy, cửa đóng cực kỳ là êm. Đây, trên cái đời 2018 thì không có xi nhan trên gương nhá, xi nhan tích hợp trên sườn. Đấy, một trong những cái thiết kế rất là lạ cái năm 18 và 19 này, hạn đăng kiểm 2025 luôn. Anh em khi mua chiếc xe này về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Một thứ đều còn rất là mới này, ốc ếch này chưa bao giờ ra này. Đó, phiên bản là số sàn, hộp số 5 cấp, dung tích xi lanh là 1.5. Đấy, trang bị màn hình Android cam nuôi các kiểu. Đấy, trần lên trần 3D rồi, rất là đẹp. Đây, phanh đĩa ABS chỉ sử dụng cho bánh trước thôi. Vâng, chiếc Toyota Prius 2018 form mới này, 2018 và mức giá chỉ hơn 300 một chút xíu anh em đấy. Đó, giá rất hợp lý anh em ạ. Đấy, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe đầy đủ. Đây là bảng táp lô trung tâm này. Đấy, phanh đĩa ABS chống trơn trượt các kiểu nhé, trang bị rất đầy đủ. Màn hình to vất vả luôn. Điều hòa vẫn chỉnh tay anh em nhé. Đấy, học để đồ thì cũng chưa được, để điện thoại cũng chưa được thoải mái lắm. Nó nhỏ, xong lại nó có cái chỗ, hai cái chỗ để cốc. Trên dòng xe Nhật thì rất là thiếu cái chỗ để điện thoại nhé. Đó, nhưng ngược lại thì nội thất rộng. Đấy, máy móc bền. Đấy, và luôn giữ giá anh em nhé. Đấy, phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho anh em. Đấy, sau đây thì sẽ tiến về phần phòng máy cho anh em xem. Đấy, màn hình cam nuôi rất là rộng, góc rộng luôn. Ốp đồ chưa đến 9 vạn nha, hơn 8 vạn rồi. Đấy, cốp những dòng xe này thì dòng xe đến từ Nhật Bản thì là siêu rộng rồi. Rộng, thậm chí rộng hơn cả những phân khúc hạng C cả. Máy đổ cực êm luôn. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Prius sản xuất 2018 form mới, máy mới, phiên bản số sàn, bản E, bản đủ, máy 1.5. Máy đổ siêu êm, máy số zin từ mặt dàn cò này. Ốc ác vẫn còn nguyên zin nhá. Dòng xe Nhật này thì có những chiếc limo từ 2010 máy số vẫn còn zin anh em ạ. Máy Nhật thì nó là bá cháy rồi, bá đạo trên toàn cầu luôn. Ở những cái nước châu Âu hay là Mỹ sử dụng xe Nhật rất là nhiều. Đấy, vì ở nước nào cũng vậy, không phải là tất cả mọi người đều giàu. Với lại ở Mỹ người ta rất là thực dụng. Đấy, bền đẹp, sử dụng hợp lý là ok. Đấy, phía dưới là cụm chi ABS, phanh đĩa ABS chống bó cứng, chống trơn trượt nhé. Toyota Prius 2018 bản E bản đủ, phiên bản số sàn,
xe có qua dịch vụ mức giá đề xuất 320 triệu đồng cho anh em nhé, 320 triệu đồng. Ui rẻ thật ấy. Chiếc xe này thì anh em mà về đi lại gia đình đi cẩn thận thì đi cả đời không hỏng anh em nhé. Anh em mà quan tâm liên hệ em Khánh theo số điện thoại 0818733256 hoặc số Zalo 0917165240. Anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe lái thử. Vâng, xin kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn anh em đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc anh em luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.